đột gia đình á, nó của đứa nào nó tự lo đi, khi nào mà quá lắm nói chuyện á thì bên á là bên con dâu, không bên con mình hiểu quá, mình muốn là cái chuyện xung đột gia đình á là tự con dâu làm lành với chồng hay là giải quyết với chồng, chứ không bao giờ xen vô luôn, không bao giờ con phải làm vậy làm kia, không có tự con làm đi, con thấy hợp lý là con làm. Nhưng thật ra nó kết bạn lại lúc đầu là kết bạn lại với anh. Mừng khi chào đón ba chồng và con dâu. Dạ. Anh bây giờ anh làm gì anh Dũng? Sau khi về hưu thì bây giờ là làm về ngành nhiếp ảnh. À, nhiếp ảnh ha. Dạ, em xin mời chị giới thiệu về mình ạ. Đầu tiên thì là em xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả tham gia và đang theo dõi cái chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Dạ, xin được chào chú Quyền Linh và em Lê Lộc. Dạ. Dạ, con tên là Lê Hoàng Phi Yến, năm nay là 35 tuổi và hiện đang là giáo viên giảng dạy bộ môn ngữ văn ở trường Trung học Cơ sở Kiến Thiết của quận 3 thành phố mình. À, làm dâu được mấy năm rồi? Dạ, con về làm dâu của ba được 12 năm. Wow. 12 năm. Chị có mấy bé rồi nhỉ? Hiện tại thì là chị có hai bé. Bé trai lớn thì là 10 tuổi. Dạ. Và bé gái nhỏ thì 5 tuổi. Chúc mừng luôn nha. Cái ngày đầu tiên mà anh gặp cô con dâu của mình á, thì anh ấn tượng điều gì với cô gái này? Cũng chưa gây ấn tượng gì nhiều. À, tại vì xem như là con mình nó vẫn bạn thì giới thiệu thôi, chứ chưa có là thành viên của gia đình mình chưa. Thành ra cũng sơ qua thôi, thấy nhẹ nhàng, nói chung là dễ thương rồi. Còn không biết lúc đó chị có ấn tượng gì với ba chồng tương lai không? Thời gian mà mới vừa gặp ba á, cho đến tận cái lúc cưới luôn thì nói thật là hơi sợ ba, tại vì mỗi lần mà qua nhà thì cũng không có qua nhiều, nhưng mà mỗi lần qua nhà cái dạ con chào bác cái không nói gì hết. Nghe chị kể cũng sợ nữa. Căng quá chứ. Rất là ít nói luôn. Ba còn làm công việc âm thanh mà mình ba còn ít phát ra âm thanh. Trước khi mà về làm cái đám cưới á, thì là bên nhà của con là nhà người Bắc, cho nên là muốn là có một cái lễ hỏi trước, đám hỏi một năm sau đó mới là đám cưới. Thì cái ngày đám hỏi đó đó, hai gia đình gặp nhau trước á thì là con không có mặt, chỉ có ba mẹ chồng gặp mẹ con thôi. Thì lúc mà về thì con có hỏi chồng á là về ba mẹ có nói gì không anh? Cái chồng nói là ba anh đang sang chấn tâm lý đó. Trời. Con hỏi là ủa sao giờ mẹ em nói gì mà ba anh sang chấn tâm lý? Cái nói là tại vì ba của anh á là đó giờ là không có cái ý định là cưới con dâu người Bắc, mà mỗi lần mà qua nhà thì là em nói giọng Nam, cho nên là ba mẹ đâu biết em người Bắc đâu. Cứ tới hồi mà mẹ em qua cái mẹ em nói giọng Bắc rập luôn. Cái mẹ em nói là bên nhà mẹ em là gia đình người Bắc truyền thống luôn, cho nên là ba anh về ba anh bị sang chấn tâm lý. Trời đất, sao mà anh không thích con mà lấy dâu người Bắc vậy? Mình cũng có chút ấn tượng bạn bè đó. Thì cũng có người Nam, người Bắc, nhưng mà mình cái mức độ gần gũi thì thích người Nam hơn. Phải đâu, chắc là mình đâm ra có cái sự suy nghĩ. Nhưng mà nó về nó làm dâu anh thấy hài lòng không? Có đúng những gì anh suy nghĩ không? Cũng tốt mà. Tốt quá đi chứ. Đúng rồi. Cái quan trọng không phải là người miền nào. Yeah. Nhưng mà cái quan trọng đối xử với nhau như thế nào. Đúng rồi. Cái đó quan trọng nhất. Và cái tình cảm mà mình dành với nhau. Yeah. Thì nó chân thật chừng nào là nó tốt chừng đó. Thường thường con thấy là nàng dâu về sẽ dễ làm quen với mẹ chồng hơn đúng không chị? Còn về thì không biết mối quan hệ của chị với ba chồng nó khó hòa nhập không chị? Thực ra là từ cái ngày về làm dâu cho đến tận cái lúc mà sinh em bé luôn á, là hầu như là một ngày chắc chỉ nói với ba được có hai câu thôi. Rồi, sáng đi làm cái dạ con chào ba, cái chiều về cái ba cái chiều về cái không mở miệng luôn vậy đó. Lo chứ. Dạ đúng rồi. Căng á. Dạ. Nhưng mà rồi làm sao mình biết được trong lòng ba mong muốn cái gì và hiểu được ba hơn chị? Tại vì cái lúc mà mới vừa về làm dâu á, là lúc đó là chị cũng vừa mới ra trường và mới vừa nhận công tác luôn, cho nên thực sự là trong 3 cái năm đầu tiên về làm dâu á, là mình đi từ sớm và tới chiều mới về, tối thì soạn giáo án, cho nên là cái thời gian mà để gần gũi ba mẹ chồng á, nó không có được nhiều. Và mình cũng nhận thấy là mình chưa có thật sự làm tròn cái bổn phận làm dâu trong những cái năm đầu tiên như vậy á. Thì sau khi mà 3 năm đầu tiên xong á, thì lúc đó là chị mới mang bầu bé thứ nhất. Mang bầu bé thứ nhất xong á, thì
Lúc mà vừa mới sinh bé xong thì có một cái câu chuyện cũng hơi lớn xảy ra với chị á. Là khi mà chị sinh bé xong thì chồng của chị có say nắng một người khác. Và trong cái lúc mà mình vừa mới sinh con xong á thì mình suy nghĩ rất là nhiều, cũng khóc rất là nhiều nữa. Thì mẹ lúc bấy giờ mới nói là nếu mà con không nói chuyện được với chồng thì con về con nói chuyện với ba mẹ chồng để mà mình được giải tỏa và có cái đồng minh của mình á. Yeah. Thì về cũng mời ba mẹ ra để mà nói chuyện. Thì khi mà nói chuyện á thì thực sự là chồng của con á là từ xưa tới giờ rất là ngoan, ảnh hiền lắm, cho nên là khi mà nghe thì ba mẹ chồng cũng sốc và không có tin. Và lúc đó thì mẹ chồng cũng nói là chắc là mới sinh xong thì là suy nghĩ nhiều. Và trong cái hoàn cảnh lúc đó đó là mình cảm thấy rất là giận. Mình cảm thấy là mình về làm dâu mà khi mà xảy ra chuyện đó, cái tiếng nói của mình trong gia đình nó không có được tin á. Vì vậy cho nên là rất là giận. Và sau đó thì là chị đã có một cái hành động là chị đứng dậy và chị đã nói với ba mẹ chồng là con nghĩ là con không có thể làm dâu của ba mẹ được nữa. Và con cũng không thể làm vợ của anh được nữa. Cho nên là con xin phép là con xin về nhà mẹ con. Con xin phép là con xin về nhà mẹ con. Và đi ra ngoài xách xe về luôn. Lúc con nói vậy anh thấy sao? Con nói là với anh dâu á là thì bây giờ chưa biết chuyện như thế nào, rồi nó sẽ tiến tới đâu. Nhưng mà trước mắt á, nếu mà con không có vui hay là con có vấn đề về tâm lý á thì con cứ về đi, không sao hết á. Ba mẹ sẵn sàng đón con trở lại. Và nếu mà không trở lại á thì không làm dâu được thì làm con. Tại vì ba cũng không có con gái thì giờ con làm con sao đâu có thành vấn đề. Cái cách nói thế cũng hay. Dạ. Không làm dâu cũng làm con, còn con hơn, thương hơn dâu. Dạ. Nhưng mà lúc đó anh có điều tra con trai anh, có hỏi con trai anh này kia không không hỏi luôn. Không hỏi luôn. Ủa, tại sao vì... không tìm ra hiểu vấn đề đó. Không cái chuyện đó là chuyện riêng của cái gia đình nó. Nhưng nếu mình thương con dâu như con ruột mình á, có mình không hỏi con trai mình tại sao mày vậy mày. Cái chuyện giải quyết đó không phải là người lớn giải quyết được. Chính bản thân tụi nó giải quyết. Coi như anh cũng không có hỏi gì con trai anh luôn. Không, mình tin tưởng là cái sự mà gắn kết của hai đứa thì bây giờ nó có cái gì xảy ra nó sẽ có cách để mà giải quyết. Hay là anh hiểu bây quá. Giờ mình chen vô chưa chắc gì là tốt hơn. Tức lúc đó gia đình không can thiệp gì hết luôn. Dạ đúng rồi. Bên ba mẹ nói là cứ về rồi bình tĩnh lại, suy nghĩ lại, rồi hai vợ chồng nói chuyện với lại nhau, rồi xong rồi chuyện gia đình của mình thì mình phải tự tìm cách mình giải quyết. Nhưng mà rồi sau đó chắc cũng được giải quyết đúng không chị? Dạ đúng rồi. Có giải quyết mới có ngồi đây chứ. Rồi em không biết là sau khi giải quyết rồi thì mối quan hệ giữa chị với ba chồng nó sẽ như thế nào? Thực sự là cái lúc mà ba nói cái câu là nếu như mà con cảm thấy là không làm con dâu của ba được á thì con về con làm con gái của ba, thì là bản thân mình rất là xúc động. Mát ruột luôn đúng không? Dạ rất là xúc động. Tại vì con thì là con lớn lên là mẹ nuôi một mình, mẹ nuôi ba chị em, không có ba, không có bố. Vì vậy cho nên là thực sự là mình thiếu cái cảm giác mà tình thương của người cha. Lúc mà về làm dâu á, thì cũng mong á, là sẽ có tình cảm của ba chồng bù vô. Mà thực sự là ba chồng ít nói quá, mình cũng sợ nữa, mình không có dám nói nhiều. Cho nên là cái lúc mà ba nói cái câu đó, tự nhiên cảm thấy cái gì đó nói lòng. Dạ đúng rồi. Cảm thấy là mình về mình làm dâu những cái 3 năm vừa rồi nó không có uổng phí á. Và mình cảm thấy là bất kỳ cái chuyện gì mình cũng có thể giải quyết được. Và sau đó thì hai vợ chồng tìm cách giải quyết với nhau, chuyện to thì làm cho nhỏ lại, còn chuyện nhỏ thì mình cố gắng mình thu xếp cho nó xóa đi. Dạ. Ba chồng có bao giờ nấu cơm cho con dâu ăn không? Không. Tại vì ở nhà đó là phân công cụ thể. À. Ví dụ cái việc nào của người nào người đó tự mà lo làm. Dạ. Không có cần nhắc. Dạ. Ví dụ như là đảm nhận rửa chén đi. À. Bữa nay không rửa thì để ngày mai rửa. Trời đất ơi. Và cái chén nó vẫn ở chỗ đó. Không rửa ngày mốt vẫn còn. Vẫn còn. Chừng nào cái người mà có trách nhiệm rửa thôi. Cảm thấy là cái việc của mình mà mình không làm không ai làm thay cho đâu. Rõ ràng như vậy ta. Còn cái việc mà quét nhà, lau nhà của tôi à. Thì tôi không làm thì không ai làm thế cho. Cái đó mình phải làm. Không làm, ví dụ anh đi làm, đi biểu diễn, đi đoàn cả miễn tuần lễ thì cũng không ai làm hết. Miễn sắp xếp sao phải làm cái chuyện đó. Anh phải là quét dọn nhà cửa. Đúng rồi. Rõ ràng dữ vậy ta.
không có người làm thế à. Để chi, để mọi người đều có trách nhiệm với gia đình. Nó cũng hay ha. Nhiệm vụ con nhà làm gì? Dạ hồi xưa mà ở nhà ba mẹ chồng thì là con rửa chén, con dọn dẹp. Nhưng mà từ khi mà bé nó được 5 tuổi á thì là con không có ở chung với ba mẹ chồng là nữa. Con giao nhiệm vụ cho ba con luôn. Dạ là con ở riêng à. Vậy là giờ việc ba chắc nhiều hả ba hả? Không, nó cũng vừa. Còn nấu ăn là mẹ con. Dạ mẹ nấu ăn nhưng mà ba cũng khéo lắm. Ba không có nấu đồ ăn, nhưng mà ba làm kem nè, ba làm bánh rất là ngon. Ba đi ăn kem ở ngoài cái ba chê người ta làm dở, cái ba mua máy làm kem về, cái ba làm kem bơ, kem dừa, kem sầu riêng. Trời, cái gì làm được cái ba làm, cái ba cho cả nhà ăn kem nguyên tuần vậy. Chị ơi, không biết là chị với ba chồng của mình là hợp nhau cái điểm gì nhất nha? Tại vì thực ra là đó giờ là chưa bao giờ mà ba chồng với chị cãi nhau hết trơn á, mà chị thấy ba chị nói ra câu nào cũng có lý. Dạ sau khi mà ba mà nói cái câu mà con về con làm con gái ba đó, là giống như mình được cởi mở á, cái chuyện gì mình cũng về mét ba đó. Mình cây lộn với chồng chút cái về mét ba, cái xong đụng chút cái về mét ba. Xong rồi có chuyện gì vợ chồng giận nhau cái nhắn với ba, xong rồi ba được rồi để ba gọi chồng ra nói chuyện. Vậy là con với ba ngoài cái chuyện cha chồng ra còn là những người bạn rất là thân luôn. Dạ đúng. Chính vì thế nên có thể chia sẻ tất cả mọi thứ luôn đúng không? Dạ đúng rồi. Sau này nữa là ví dụ như là con đăng bài trên Facebook. Dạ. Thì thường là mình like một trong những người đầu tiên. Ừ. Nếu mà thấy cái đó nó hay hay thì mình comment thêm. Có comment luôn. Đó, thành ra nó cái sự trao đổi nó thêm hình thức khác nữa. Dạ. Rất là gắn kết. Coi như là bạn bè, người thân nhau, bạn đó. Thật ra thì dễ nói chuyện nhau dạ, nữa. Dạ đúng rồi. Có bao giờ ba chồng đăng bài con không like không? Dạ không, cũng like chứ. Không like chết dạ. À. Mà ba không những mà like nha, xong ba thả tim, xong ba còn share về. Tại đúng vì rồi. Con có viết chuyện trên một cái page có 40.000 người theo dõi á. Xong cái mỗi lần cái vô cái xong thấy 100+ lượt share, cái xong mình cũng bật lên mình coi, mình kiếm coi có ba chồng theo. Like, share, thả tim đầu tiên luôn. À, xong share về xong rồi còn ghi là con dâu tôi viết. Cái xong mình thấy trời ơi hãnh diện vui quá. Có bao giờ anh thương con dâu, anh chăm sóc con dâu quá mà bà xã anh la anh không? Chắc cũng có đó. Có không có la nhưng mà điều không có vui. Là có một cái dịp này, ngày nhà giáo đi ngoài đường thì thấy nhiều bông nhiều á. Thì mình cũng mua một bông bông và mình tặng cho con dâu à. Thì con dâu rất là xúc động, nhưng mà bà không xúc động. Nhưng mà cái chuyện này nó khó chịu cái chỗ hồi đó giờ đó có mua hoa tặng cho bà xã mình đâu. Trời, sốc lắm luôn. Bà sốc đúng rồi. Rồi anh giải thích làm sao? Thì tại vì tình cờ thôi, thành ra không có tình cờ được thì mình phải nói như vậy chứ bây giờ nói làm sao. Chớ rồi chú ơi, cô đang xem chương trình ông nó rõ ràng rồi, tại vì cái chuyện nó rất rõ ràng. Tại vì không, ông chưa bao giờ tặng hoa tôi mà ông tặng hoa cho con dâu chuyện lạ mà người ta thấy người ta còn nghi ngờ tùm lum. Cái này là có thiệt đó, nếu hàng xóm tao biết tao cũng ra. Từ đó về sau mình suy nghĩ không có nên làm như vậy nữa. Cái là đã không tặng ai hết. Vậy thôi, mình tặng hai người. Đúng đi rồi, mình tặng hai người. Nếu như bữa đó là anh muốn tặng hoa cho con dâu á, đầu tiên anh mua bó hoa anh tặng cho bà trước. Dạ. Bà đâu có nhà giáo đâu tặng đúng không? Đúng rồi, không có đúng dịp. Thôi, để dịp khác, ví dụ 8 tháng 3 là được tặng cả hai. Mà không được tặng hoa nữa, bây giờ có tặng cái khác đi. Ủa sao kỳ vậy chú? Phải nhớ lại chuyện cũ nữa. Tại sao đó bao nhiêu mới hết giận? Thì mà nói là chung ra cũng không có giận nhiều, tại vì nó làm gì sai đâu. Bà nói gì luôn. Không phải hỏi chú cái cách nào mình chú nuốt giận cô. Đúng rồi. Cái cách nào nuốt giận? Mua chắc mua vàng tặng bảo. Không có. Khi nào mà thấy người đó giận quá mình biến khỏi cái mặt đó đi. Mình cứ ngồi chàng ràng trên đó mình khó chịu. Nhưng mà chắc lại biến hoài chú. Đúng rồi, biến tới chừng nào mình cảm thấy êm rồi mình phải xuất hiện. Đúng rồi. Phải kiếm cái gì đó mà làm tránh cái mặt đi. Cũng hay ha. Con có biết rằng mà mẹ chồng con giận gì ba chồng còn tặng hoa cho con không? Dạ không, con không biết. Tại vì ba mẹ không bao giờ để tụi con biết ba mẹ giận nhau hết á. Dạ. Giờ ba nói con mới biết. Rất là giận. Vậy chính con phải là người mua hoa tặng mẹ chồng con. Dạ.
Thường thì những cái dịp lễ Tết hoặc là sinh nhật này nọ đó thì con có tặng hoa hoặc tặng quà cho mẹ. Thực ra là tặng cho mẹ nhiều hơn tặng cho ba. Dạ, thì lấy lòng mẹ chồng khó hơn. Dạ, thì mình tặng. Dạ, mà hồi xưa tới giờ là nhà của chồng con á, giống như nhà người Nam hay sao á, cho nên là họ ít có cái chuyện tặng quà. Dạ, mà cũng không có cái lễ nghi nhiều giống như là người Bắc. Ví dụ là người Bắc về là dạ con chào ba, hay là con mời ba xơi cơm, con mời mẹ xơi cơm, em mời anh xơi cơm đó, mời vậy đó. Xong cái ngày đầu tiên con về mời cái ba chồng, thôi 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 ăn đi con khỏi mời. Cái xong con ngồi con canh ba mẹ chồng vừa ăn hết chén cơm, cái con nói dạ để con xơi cơm, khỏi 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 khỏi, để ba tự làm. Xong cái ngày đầu tiên mà mình tặng quà cho mẹ 8 tháng 3. Dạ, ủa ngày gì vậy con? Dạ hôm nay 8 tháng 3. Ủa 8 tháng 3 cũng tặng quà nữa hả con? Dạ, giống như là do mình quen ở nhà miền Bắc á, mẹ mình cũng hay quan tâm như vậy. Cái mình về á cũng có một sự xáo trộn nho nhỏ. Sau đó là chồng á, nhưng cái giờ em tặng quà, cái giờ tới sinh nhật mẹ, sinh nhật ba em phải suy nghĩ tặng cái gì. Nhưng mà không, vậy nó là xáo trộn tích cực mà. Dạ, đúng không, nó vui mà. Rồi từ đó lỡ tặng là phải tặng luôn nha. Dạ, chứ tới sinh nhật về sao không tặng là mệt lắm á. Ủa ba con chơi Facebook rồi mẹ con có chơi không? Dạ có. Con cũng like comment. Dạ mẹ con thì ít comment nhưng mà hả like thả tim thả icon. Vậy thôi không có comment nữa. Dạ không, có nghĩa là cũng có nhưng mà thường là thả icon nhiều. Mấy cái lần giận con, ba con tặng hoa này kia cho con đó, mẹ con có hủy kết bạn Facebook gì không? Dạ này ngược lại con có hủy kết bạn. Trời đất ơi. Con hủy kết bạn với ai? Dạ. Dạ cái này là cũng lần đầu tiên chia sẻ luôn á. À, là mới Tết vừa rồi luôn á, là trong cái dịp Tết đó đó thì là hai vợ chồng cũng có xảy ra một cái xung đột cũng hơi bự bự chút. Xong rồi cái bữa đó cái con cũng giận quá, mặc dù là cũng lớn tuổi rồi nhưng mà hành động nó cũng hơi còn trẻ con đó. Là con á là hay viết những cái bài viết trên Facebook của mình á, mọi người đọc vào là mọi người không có biết là chuyện của mình, mọi người cứ nghĩ là mình kể một cái câu chuyện nào đó của ai đó thôi, nhưng thực ra là mình đang viết về chuyện của mình. Thì là mẹ con đọc xong á thì là mẹ con mới gọi ra nói là mẹ đọc cái bài đó là mẹ biết là con viết về hai vợ chồng con, thì đương nhiên là ba Dũng và mẹ Nga cũng biết, mẹ thấy là không có được. Ngay ngày Tết nhất mà con làm như vậy á là ông Dũng là ông sẽ buồn, ta đọc rồi người ta sẽ không có vui, cho nên là bây giờ con làm sao đó con làm đi. Mà nói chung mẹ nói cũng gay gắt lắm. Hôm đó cũng ngay ngày Tết thì lúc đó vừa đang giận chồng nè, xong rồi mẹ cũng nói gay gắt quá. Cái xong rồi cái mình bực mình quá, cho nên là con đi lên là con hủy kết bạn với mẹ con, mẹ chồng, rồi ba chồng, rồi chồng, hủy một loạt luôn. Trời ơi, hủy một loạt luôn tại giận quá. Hủy xong rồi cái 2-3 bữa sau cái hai vợ chồng làm lành. Làm lành xong cái kết bạn lại với chồng thì dễ quá. Kết bạn lại cái nói em kết bạn lại rồi đó, anh chấp nhận đi. Xong kết bạn lại với mẹ mình cũng dễ nữa. Mình kết bạn xong cái mình lén mình lấy điện thoại mẹ, cái mình bấm mẹ không có phát hiện. Nhưng mà giờ ba chồng với mẹ chồng không biết làm sao. Cái xong rồi không nghe ba chồng mẹ chồng hỏi cái gì hết á. Cái mình ngồi mình suy nghĩ mình nói là chết rồi, bây giờ hủy kết bạn như vậy rồi ba đâu có chia sẻ bài cho mình được đâu. Ba cũng không có like gì được hết trơn á. Ba mẹ mà phát hiện ra chắc ba giận chết luôn á. Xong rồi cái nói là thôi mình phải ngồi mình suy nghĩ ra cái lý do để mình xạo xạo. Ví dụ như là bấm lộn, nhưng mà không có ai bấm lộn cả ba mẹ chồng một lúc hết á. Cũng ngồi lên cái list xạo xạo vậy đó. Xong rồi cái quyết định là bấm kết bạn lại, rồi đợi chừng nào ba chồng với mẹ chồng hỏi á thì là mình lựa cái lý do nào nó hợp lý là mình nói. Cái vừa mới bấm kết bạn cái thấy mẹ chồng với ba chồng đồng ý liền luôn. Nó chết cha rồi. Vậy là bữa giờ biết á, không phải không biết. Nó quỷ kết bạn á. Anh thấy tổn thương không? Đâu có biết đâu. À không biết hả? Nhưng sao nó kết bạn lại anh đồng ý liền, tức là anh phải biết chứ. Thì kết bạn là ok à. Trời ơi, là 3-4 ngày không ngủ được luôn. Không quan tâm. Tại vì thật sự mà nói là cái xung đột gia đình á, nó của đứa nào nó tự lo đi. Khi nào mà quá lắm nói chuyện á thì bên á là bên con dâu, không bên con mình. Con mình hiểu quá. Mình muốn là cái chuyện xung đột gia đình á là tự con dâu làm lành với chồng hay là giải quyết với chồng, chứ không bao giờ xen vô luôn. Không bao giờ. Con phải làm vậy làm kia, không có tự con làm đi. Con thấy hợp lý là con làm. Nhưng thật ra nó kết bạn lại, lúc đầu là kết bạn lại với anh, nó cũng chỉ chủ yếu kiếm tim với lại đâu có chia sẻ thôi. Anh nấy lắm. Chứ cũng không phải là gì đâu, nó có ý đồ hết trơn á. Chú ơi, con thấy nè, con á nha, bản thân con là thật sự là con có tình cảm với ba nhiều hơn là với mẹ.
thì con cũng nghĩ rằng à, tình cảm giữa con gái và ba nó sẽ nhiều hơn. Còn ở đây là ba chồng và con gái thì nó sẽ dâu như thế nào chứ? À, dạ, con dâu. Không có đặt nặng vấn đề là dâu hay rể gì. Mình cứ nghĩ vậy nè, tại vì đó là người ngoài, người ngoài vô gia đình mình. Thành ra muốn mà nó thương mình thương nó trước. Đúng rồi. Mình sống với nó tốt thì nó sẽ trả lại y như vậy. Còn bây giờ mình xét nét, mình khó khăn với nó thì nó làm sao mà nó thương mình được. Đúng rồi. Bao giờ mình sống một cái tâm chân thành tốt với nó trước. Còn mày không tốt là mày sai. Mày sai là mày khó gỡ lắm. Phải không? Mình thương nhiều thì cứ nhận đi, nhận rồi trả lại. Còn mà không nhận là mất từ từ. Nó coi như nó từ chối tình yêu thương của mình thì kệ nó, đúng không? Tự mất. Mình vẫn cứ tiếp tục, mình cứ trao đi. Tình cảm của cha chồng mà như một người bạn với con dâu cũng khó, cũng hiếm lắm á nha. Dạ đúng. Chủ yếu là cái tình cảm giữa mẹ chồng với nàng dâu. Mà ở đây là cha chồng với nàng dâu là coi như là bạn với nhau luôn. Nói nhiều khi trong gia đình không tránh khỏi những cái chuyện va chạm nhỏ nhỏ, thì cái người mà va chạm thường á là mẹ chồng với nàng dâu. Đúng rồi. Thì cái mình là mình đứng ngoài cái chuyện va chạm đó, nhưng mà mình phải biết cách sắp xếp. Ví dụ mình nói không sao đâu, nó còn nhỏ, bỏ qua cho nó. Là mình nói vậy thì tất nhiên là mình kéo lại. Chứ mình mà bơm vô mà nó nói sai rồi, Mình cũng hỏi là có chuyện liền. Thành ra mình phải kéo ra, giãn ra. Anh ơi, nhưng mà anh thấy rằng có bao giờ anh mâu thuẫn với con dâu không? Có bao giờ anh cảm thấy anh buồn con dâu gì không? Không hề. Không hề luôn? Không hề. Có giờ giận nó mà không nói không? Không. Không luôn? Không bao giờ. Hay vậy ta? Rất là tình cảm. Thí dụ như là con trai mình, con trai mình nó có làm lỗi, nó lớn rồi, nó có gia đình rồi, không có dạy nữa. Chỉ nói ở con thì coi chừng con về con hướng dẫn ra cho chồng. Mình không có giành quyền nữa. Khi nó làm cái gia đình rồi là nó riêng, hai vợ chồng là riêng. Mình chỉ đứng ngoài tác động bằng cái thêm vô cho nó vui lên thôi, không có giành cái quyền đó. Tự hai chồng được giải quyết. Có bao giờ mà cha chồng làm điều gì mà con xúc động không? Dạ, mỗi cái việc nhỏ nhỏ mà ba làm, ba quan tâm á, thì con đều cảm thấy rất là xúc động. Tại vì nó bù lại cái việc mà con không có được cái sự quan tâm của bố từ nhỏ. Dạ, cho nên là con rất là quý ba. Để nói là con nói với chồng con á, là em với anh mà ở được với nhau tới cái thời điểm này á, là công lớn là của ba. Nếu mà không có ba của anh là chắc cũng không có đi được tới đây. Dạ. Với lại chắc là cái điều mà làm con cảm động nhất á, là ba luôn là một cái tấm gương ở trong gia đình á. Hồi xưa đó, lúc mà mẹ nói là mẹ đồng ý gả đó, mẹ nói là mẹ gả con á là bởi vì mẹ thấy là ba Dũng á rất là thương mẹ Nga, rất là hiền. Lúc đó thì là con cứ nghĩ là mẹ nói vậy thôi, chứ ba chồng là ba chồng mà chồng là chồng, không có liên quan đến nhau. Nhưng mà sau này mới thấy là bởi vì ba rất là nhường mẹ, có cái xung đột gì là ba cũng nhường hết. 12 năm chưa bao giờ thấy to tiếng với mẹ luôn, và cũng không bao giờ thấy ba mẹ cãi nhau. Cho nên là chồng cũng vậy á, có chuyện gì xảy ra là chồng con và em chồng của con rất là nhường vợ luôn, không to tiếng với vợ. Giận lắm á cũng anh em, không bao giờ mà cô tôi hay mày tao hết. Và có một cái quy tắc á, là ảnh cũng học từ ba đó, đó là không bao giờ được để cho con cái thấy ba mẹ cãi nhau. Có nghĩa là hai vợ chồng có cãi nhau thì đi ra phòng khác, đi ra ngoài, hoặc là trước mặt con cái là vẫn phải giữ một cái không khí gia đình bình thường. Cái điều đó là cảm thấy là cái điều lớn nhất mà ba có thể làm cho hai cô con dâu á, đó chính là làm một tấm gương rất là tốt cho hai đứa con trai của mình. Thật ra em biết rằng á, anh rất là hiền luôn. Hiền và thật tình á, một con người rất là thật thà, chân chất. Những cái nguyên tắc đó mà anh giữ được á trong gia đình rất là hay. Thật ra trong gia đình anh biết là bà xã sẽ là người gọi là giống như cái nóc nhà vậy, bà điều hành hết. Nhưng mà vấn đề là anh giữ được, anh lái theo tất cả mọi thứ theo cái giá trị truyền thống của mình, vẫn giữ là hay lắm. Nhiều khi mà không lái là nó mất hết luôn. Đúng rồi. Đúng không anh? Mình giao quyền cho người phụ nữ thì người đó là nhân vật chính. Giao quyền mình hỗ trợ, đằng sau đó là mình hướng theo cái ý của mình, chứ không phải là mình dành, không cần dành.
Anh nói câu rất hay. Đúng ra là người ta nói là phụ nữ dành cái quyền đó, nóc nhà mà. Còn cái này là ảnh giao cái nóc nhà cho mình, tức là ảnh giao đó, anh muốn giữ. Rồi sao mình hướng cái nóc nhà đi theo mình. Vậy mới khó. Vậy mới khó. Chứ đừng nói là vợ tôi là nóc nhà, vợ tôi muốn làm gì làm, bởi bà là chủ. Còn tôi chỉ là phó thôi, phó chủ nhiệm thôi, bà là chủ nhiệm. Câu chuyện ở đây rất là hay. Bởi một cái người mà hiền lành, chất phát, ít nói, nhưng mà biết phân tích tất cả mọi câu chuyện để giải quyết câu chuyện đó, hướng câu chuyện đó theo cách của mình, âm thầm lặng lẽ làm như thế, không có ồn ào. Ngày hôm nay thì có lẽ cái người mà cần xuất hiện ở đây á, mà cái người quan trọng nhất cái nóc nhà đó sẽ xuất hiện. Có ạ. Dạ. Bây giờ xin mời mẹ chồng. Dạ, con chào cô ạ. Con xin mời cô. Dạ. Dạ, con mời cô. Mời chị ạ. Mời chị ngồi ạ. Wow. Chắc cuộc gặp gỡ này cũng rất là bất ngờ với chú đúng không ạ? Để người nóc nhà xuất hiện chú hả? Chú có bất ngờ không chú? Tại vì chương trình thì chỉ nói về trai chồng với nàng dâu á, giờ cũng có mẹ nữa. Vậy nãy giờ anh có sợ sợ, nãy giờ nói gì thì chỉ người kia nghe hết không? Không sao đâu, mà nói thật mà. Cái công việc của chị là làm ở nhà nội trợ thôi à? Được anh phân công là chỉ có nấu nướng thôi nha. Rửa chén là ảnh thôi. Mình thì là nấu nướng là phải có kỹ thuật à. Còn rửa chén là lao động phổ thông. Vậy là mình trong gia đình chỉ có thuộc dạng lao động phổ thông thôi đúng không? Hay đó ha. Có một ông chồng như thế cũng hay. Nó cân bằng tất cả mọi thứ luôn ha. Nhưng mà ở đây anh hiền quá. Không có hiền đâu nha, biết nhường nhịn thôi chứ biết không phải hiền nữa. Nhưng mà đôi khi mà sốc lên cũng dữ lắm hả? Đúng rồi, mình nhịn. À, nhưng mà trong gia đình đó thì đúng là mẹ chồng là thân với con dâu nhiều hơn. Nhưng mà Linh thấy rằng nãy giờ nói chuyện là ông xã chị lại thân với con dâu nhiều hơn, tình cảm nhiều hơn. Nói chung là hai vợ chồng đều thân với con dâu hết. Con dâu cũng như con gái, mình đâu có con gái đâu. Nhưng mà chị nhiều khi chị bực con dâu chị kêu ra chị nói mà nói lớn, thậm chí là nói gằn nữa. Nhưng ảnh không bao giờ nói như thế, ảnh dùng tình cảm nói nhẹ nhàng lắm. Thì con dâu chắc chắn nó sẽ sợ mẹ chồng nhiều hơn. Có sợ không con? Có chút chút thôi chưa. Ba ít sợ hơn, chia sẻ được. Hôm đó con dâu nó quỷ kết bạn chị biết không? Không, không để ý nè. May cho con là không biết được. Chứ mẹ chồng không biết là nó kêu là ê, sao hả? Tự nhiên quỷ kết bạn tao mày. Là mệt rồi đó. Nhưng mà vụ đó nó cũng có bị la. Có la luôn hả? Có la. Chị la nó hả? Ừ. Tại vì mình đi với nó, chung với nó mà mình thấy cái mặt nó cứ buồn buồn á. Nó buồn, thành mình cũng bị buồn luôn. Đi chơi chung mà nói như vậy là không được. Con làm vậy là ảnh hưởng tới những người khác, không có được. Cái gì thì về nhà rồi người nói chuyện đó, cũng nói một lần vậy đó. À, chị là người có lẽ nói thẳng với con dâu nhiều. Đúng hơn. Rồi, nói... có chuyện gì nói thẳng luôn. Nói thẳng luôn. À. Ngày hôm nay tham gia chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu nè, không biết là cô còn điều gì mong muốn ở nàng dâu của mình nữa không cô? Nói chung là cái nàng dâu này là không còn điều gì mong muốn nữa đó. Nó rất là ok. Chỉ có là mong muốn gì nè, nó khỏe mạnh, vợ chồng nó sống hạnh phúc là cha mẹ mình cũng hạnh phúc rồi. Không cần cái gì nhiều hết á. Cuối chương trình rồi, không biết chị có muốn nhắn gửi gì đến ba mẹ chồng của mình không ạ? Dạ. Dạ thì cũng nhân cái dịp chương trình ngày hôm nay á, thực ra là từ xưa tới giờ là đây không phải lần đầu tiên mà con cảm ơn ba mẹ. Con cũng cảm ơn ba mẹ rất là nhiều lần rồi. Thứ nhất là cảm ơn ba mẹ đã sinh ra chồng của con. Thứ hai là cảm ơn ba mẹ đã dạy dỗ chồng con, làm tấm gương để mà bây giờ ảnh có thể dạy cho con ảnh rất là tốt, và đối xử với lại vợ cũng rất là tốt. Con cảm ơn ba mẹ rất nhiều. Con cũng cảm ơn là cái thời gian đầu khi mà con về làm dâu á, còn nhiều cái sai sót nhưng mà ba mẹ vẫn bỏ qua rất là nhẹ nhàng, để mà mỗi ngày thì cái tình cảm của mình nó gắn kết hơn. Và bây giờ thì khi mà ra ngoài á, thì là mình sẽ không có nói là ba chồng mẹ chồng nữa, mà giới thiệu là ba mẹ. Dạ, con coi ba mẹ chồng giống như là ba mẹ của mình, và đây là cái gia đình của mình á.
hôm nay thì con cũng có chuẩn bị cái món quà nhỏ nhỏ dạ để gửi cho ba mẹ, không có nhân một cái dịp gì hết dạ, nhưng mà con cũng muốn thay lời cảm ơn của con dành cho ba mẹ. Con gửi mẹ trước, phụ nữ phải được ưu tiên trước. Dạ, con gửi tặng mẹ, mà mẹ rất là thích đi Đà Lạt cho nên là món quà này chắc là sẽ rất là hợp ý của mẹ. Dạ, con gửi tặng ba. Dạ, cũng lâu rồi không có gửi tặng quà ba. Dạ, hay tặng quà mẹ hơn ba. Dạ. Dạ, con cảm ơn ba mẹ rất là nhiều. Cảm ơn con. Dạ, còn hai cái này là em có chuẩn bị để gửi tặng. Dạ, con tặng cho chú Quyền Linh và em Lê Lộc. Dạ, em cảm ơn chị. Bình Định. Dạ, chào cô. Dạ, chào chị. Rồi, bây giờ thì xin mời mẹ chồng giới thiệu về mình cho khán giả truyền hình được biết nè. Dạ, em xin giới thiệu, em là Trần Thị Bích Loan, em 18 tuổi, quê ở Bình Định. Yeah. Rồi, mời con. Dạ, con là Trần Thị Thanh Thủy, 27 tuổi, quê ở Bình Định. Thủy làm dâu của mẹ được bao lâu rồi? Làm dâu thì khoảng tầm 7 năm á. Dạ, ở trụ. Dạ. Là em 21 tuổi là có gia đình. Ôi, lấy chồng sớm quá hả? Dạ. Rồi, mình mấy cháu rồi? Dạ, một cháu 6 tuổi. Trai hay gái? Dạ, con gái. Con gái hả? 7 năm rồi mà con đứa thôi. Không thêm đứa nữa cho nó vui, nhà vui cửa. Cũng muốn cái nhưng mà nó bị đẩy chút. Mẹ chồng lần đầu tiên mà mẹ gặp nàng dâu cùng quê với mình. Ha? Mẹ thấy sao? Mẹ thấy rất là vui. Gần gần xì tà, khoảng tầm đi 10 phút là tắm. Vậy đó hả? Dạ. Rồi khi con trai nó giới thiệu con dâu tương lai của mình, chị có thấy quen không? Chị có thấy thích gì bé này hay là chị chưa thích điều gì không? Thích nhà hậu trai dẫn về thấy thích chứ. Do điều hơi nhỏ con chút chứ dễ thương. Tí là vậy đó hả? Nhỏ dài. Thấy nhỏ con quá hả? Nhỏ con. Nhỏ con nó quan trọng, nó thương chồng con mình, nó thương mình là được chứ có gì đâu. Con nhà chị đứa nào đứa nấy to đó. Vậy đó hả? Niềm hàng bỉ trở lên không mày. To mà cao không phải to mà ú xù xì đâu. Vậy đó hả? To cao rồi á. Cao to con. Nhưng ta nhỏ con mà ta xinh đẹp. Dạ. Nó bù lại chứ. Dạ vậy. Đúng không? Dạ. Nhưng mà lúc cô nói chuyện, cô tiếp xúc thì cô thấy Thủy sao? Thấy Thủy nó dễ thương. Hiền. Không sao. Với lại cùng quê cũng dễ nói chuyện hay gì hết. Dễ nói chuyện. Là mình ở Bình Định là ở đâu? Ở Bình Định quê của em là ở Vùng Sơn, nhưng mà có chồng về Tuy Phước. Tuy Phước. Tuy Phước. Rồi là con gái của ở Tuy Phước luôn. Gái Tuy Phước. Tuy Phước Bình Định luôn. Tuy Phước. Đến Bình Định là phải ăn bánh hỏi lòng heo nè. Bánh hỏi lòng heo. À, cháu lòng mà bánh hỏi, cháu lòng. Ngồi đây, rễ Bình Định cô ơi. Rễ Bình Định luôn. Chẻ này. Ở trong mà cô nem ngồi. Này ha. Nem. Dạ. Trời ơi, bánh tráng. Tráng nước dừa. Đúng rồi, bánh xèo tôm nhảy ha. Ủa chú ơi, sao Mỹ Càng nhiều đặc sản lắm. Dạ chú cũng Bình Định mà nào giờ chú nghe chú kể không mà chú không có cho con thử món nào chú ha. Kìa. Thấy chú kể hả? Chú thấy kìa. Này là của chú đem lên hả? À, mượn qua cúng Phật thôi, của người ta mới chú mời con. Trời ơi. Thấy chưa? Khách tới nhà, lâu lâu người ta tới nhà mà người ta có quà. Còn đây rễ Bình Định luôn cô ơi. Mà nghe kể không à, không cho ăn được cái nem nữa. Thì nè, nay có nè. Cái đây là đặc sản của Bình Định. Đó. Dạ. Trí là đang rất là hot luôn ở trên TikTok. Đó. Ồ, vậy đó hả? Này là ché nè, dạ. Là nem nè, chả lụa nè. Dạ. Mai chú bưng cái bánh hỏi lòng heo nữa là xong. Ăn có bánh tráng giòn giòn cuốn vô. Ý là xem chương trình này đầu cái hầu nào anh Quyền Linh với Lê Lộc mà ra hồi đó cái là mẹ con dẫn lên niêm chá chùa viện ăn thoải mái. Thoải mái luôn hả? Tặng gấp luôn. Vậy đó hả? Ăn đủ thứ hết chứ đâu phải con này là đầu đâu? Thì đây cũng đó. À, cũng đem vô đó hả? Luôn. Trời ơi. Tặng gấp là gần nhà. Con khỏi còn nói chú gì trên á. Vậy chú đừng ăn nha. Chú đừng ăn nha, chú dân Bình Định này chú đừng ăn nha. Rồi bữa nào tôi dẫn về nhà ba Phú Tài, nhà vợ tôi. Ăn bánh hỏi lòng heo. Tao rang chút cái máy ra tao cộng đồ cái tới nhà rồi, em cho máy. À. Đó nghe mâm lốp anh Đức nó. Đúng trong rồi. Trong trạm 10 đó xuống đó tới nhà cho máy. Ngay chỗ dạ. Trạm giao thông công an tỉnh dạ. Đó. Chính xác, nghe cho đó luôn. Rồi. Như vậy là bữa nay là con cũng có món quà từ gia đình đem vô. Trong đó có tình cảm của chú gửi vô đó cho con. Thôi thì chú ơi, chú cứ vậy hoài à. Dạ nói chứ cũng con cảm ơn hai mẹ con. Dạ. À, rồi không biết Thủy nè, Thủy khi mà lần đầu tiên Thủy gặp mẹ đó thì có ấn tượng điều gì không? Cái lúc mà đi trên đường á là quen mất á khoảng tầm mấy tuần là anh chở về nhà. Trời ơi vậy đó hả? Là đi trên đường là cũng hao luôn, nhưng mà về tới nhà là có em chồng á. Dạ. Em với chồng em á là nhờ em mai mối, cho nên là mình đi vô là có em nói chuyện qua lại là hết run. Với lại lúc đó mình cũng hơi bị xinh á. Cho nên là mình cũng tự tin. Bí gì? Bị sinh gái á, sinh gái á. Hồi sinh gái á. À. Bị sinh á. Tự tin giống như con nói đây, con sinh không? Sinh.
Xin hiểu. Biết tự tin mình vậy đi. Dạ, dạ. Thấy không? Chú, tại... chú cũng xinh. Dạ. Tại con thấy con làm quá đó. Hôm nay xinh. Dạ. Nói chung nay xinh. Rất xinh. Nhưng mà không có nem nha. Khó. Khen vậy khen chứ không có lấy nem của người ta nha. Do trước kia là con gái Út với con Sinh đây là hai chị em may một chỗ. Dạ. Rồi con em Út mới làm mai chạy về nhà cho ông anh em. Trời à, em. Dạ. Oh. Em Út làm mai gì đó. Em chồng làm dâu chồng cho mình thì khỏe re rồi đúng không? Tự tin rồi. Dạ. Không, mình sinh mình có quyền tự tin con. Rồi sao về nhà? Từ lúc ra mắt mẹ chồng cho tới ngày cưới là bao lâu? Hai năm quen bắt đầu là anh kêu cưới rồi bắt đầu là coi ngày. À. Là cũng trong thời gian đó thì cũng đi qua đi lại nhiều chứ không có phải là đi chơi với anh riêng đâu. Ví dụ như đi làm cuối tuần rồi là cái về nhà ăn uống nấu cơm rồi vậy, phụ mẹ nấu cơm rồi dọn nhưng, cơm ra. Nhưng mà cái lúc đó cái thời gian mà chưa cưới á. Dạ. Qua lại vậy mình thấy mình có hợp với mẹ không? Dạ hợp mà. Hợp đó. Bình thường thì mẹ nhìn kiểu dữ vậy chứ ổng là hiền. Với lại cũng kiểu thương con dâu lắm chị, con dâu nào cũng thương như nhau. Dạ. Mấy dâu rồi? Dạ hai dâu. Một rể. Hai dâu một rể ở chung luôn hả? Dâu lớn ở riêng ở Bồng Sơn á. Ừ. Vậy sao dâu này không cho ở riêng mà cho ở chung? Riêng nào anh? Ở riêng, ở riêng hai đêm này đâu. À, dạ. Ở riêng nhưng bước qua bước ba bước này. Ba bước cái căn nhà sát nhách luôn. À. Vậy đó hả, là cô mua cái nhà đó luôn cho hả cô? Đất ở nhà cho mà hai vợ chồng tự lập cắt lên. À. Ừ, vậy ngon rồi. Cắt có 30 cho mấy anh. Rồi nó bắt cho mẹ chồng vậy leo chùi quét dọn tấu nghề cho nó có rờ tấu đâu anh. Ủa? Nó không rờ con. Con hỏi thử nó có quét không? Vậy đó hả? Ờ. Cô làm dọn gì hết nào cô biết thì cô cắt nhỏ nhỏ thôi chứ cô không cắt to đâu. Nó cắt gì mà tố bố ra bây giờ cứ đi bây giờ nói với con biết kìa, bữa nào vô ghế nhà cô trai đi lên cái bậc tam cấp không mà là nem xếp chọc bậc hay là con coi như đuối ơi. Con đuối luôn rồi chơi ngồi nhà vừa lên tam cấp nào xếp chọc bậc như vậy tam cấp bậc tam cấp hả nem... nói chung là cũng không phải xây lâu đài hả? Đó là cái mơ lên cái mơ lỡ, nữa gắt lửa gắt lửa xong một gắt lửa xong rồi hai mơ. Vậy là mơ sang thượng giống rồi sang thượng hai mơ là gì? Mơ là gì ta lầu hả? À mê lên lầu á. Mê mê ấy. Dạ hai mê đúng đúng đúng. Ô, mình định là nói mê em mình là nói mê mà mình định là nói mơ đấy đúng đúng. Không biết tưởng cái gì nó mới tưởng gì mới mới vậy. Phải gọi là một mê hai mê một tấm hai tấm á. Một tấm hai tấm nhưng đây người Bình Định đó hai mơ mơ sưng nấu mà anh sưng nấu vậy là làm hai hai ba mơ luôn. Tốn một chút mẹ ơi. Có gì đâu mình có thằng khoe chứ gì đâu. Là kiểu mà lúc mà má làm dâu về thì tầm năm năm ở bên nhà mẹ thì mẹ dọn dẹp nhà cửa rồi là con chỉ có làm việc thôi. Tại vì lúc đó là con sinh em bé ra là tầm 3 tháng là bắt đầu con kinh doanh online. Là lúc đó là con làm liên tục á. Có nhiều khi mình làm mình dậy sớm 6 giờ mình làm tới 1 2 giờ sáng luôn. Cho nên là không có cái thời gian để mà làm dâu. Còn mẹ ở nhà thì mẹ phụ trợ hết con cái cho nên là em mới có cái điều kiện để em làm. Đấy. Nói chung là cưới con dâu về mình lại làm dâu con dâu, còn dâu đi làm ăn, mình làm dâu, đúng không? Sau 2 năm đây rồi mới que bên đây kiểu như là thì nếu mà lúc nào mà em kiểu đi làm thì mẹ phụ, còn em ở nhà thì em tự túc. Vợ chồng em cũng có thói quen là làm chung công việc vậy đó, em lau nhà, quét nhà thì em quét, ổng lau em quét vậy á. Còn khi nào mà vợ chồng bận quá thì mẹ sẽ giúp. Con cái ai lo? Con cái mẹ lo. Mẹ lo từ hồi 2 tháng tới giờ luôn, 6 tuổi. Bà nậu. Ở với bà nậu luôn. Ủa hôm giờ đi nhớ ngủ đâu được đâu. Nó ở nhà nó nhớ bà nậu nó ngủ không được, bà nậu đi xe cũng ngủ cũng được luôn. Vậy đó hả? Ngủ với ông nội. Thế cưng không? Bà nậu hầu 3 tháng là em đi làm là ngủ tới bây giờ luôn. Ngủ tới giờ. Anh biết không, nó vô phòng mẹ nó mà biết ở lại ngủ đêm vậy là nó sợ lắm. Không, 1 2 là cũng về qua bên phòng nậu rồi. Chứ không chịu ngủ với mẹ đâu. Nó theo bà nậu quen à. Dạ. Vậy mà nội lo hết rồi. Nội lo hết từ A tới Z. Dâu đâu có làm gì đâu. Từ dọn dẹp nhà cửa thì mẹ chồng cũng làm, nuôi con mẹ chồng cũng nuôi. Bây giờ chỉ có là thiếu mẹ chồng chăm sóc cho con dâu nữa thôi. Anh uống đồ nấu vậy chỉ vậy, anh tiếng ở riêng vậy chứ mà anh chung bên đây hết. Mà tối về chỉ ngủ không vậy rồi. Sao không? Còn con là mẹ sáng dậy là bà nậu lo, thay đồ thay đạc rồi tắm rửa vậy đi học. Xưa chiều là ông nậu đón về bà nậu tắm rửa cho em. Dạ. Sao không? Vậy là rồi đi là tối ngủ với nậu. Nói chung nó lo làm ăn là chính. Vậy lo làm ăn. Đây mới là làm dâu nè. Vậy sao hai mẹ con thấy hợp nhau điều gì nữa chị? Hai mẹ con cũng hợp lắm, vậy chứ nói vậy chứ hai mẹ con cũng một ý. Dạ. Rồi đi chơi rồi vậy đi siêu thị rồi vậy hay đi chỗ này chỗ kia thích mua cái gì vậy là hai mẹ con là thích thì đi vậy. Nói chung là trong ăn mặc đồ này kia thì mẹ không có kiểu khó chịu hết trơn. Dạ, trong ăn mặc cũng thoải mái. Hai mẹ con thì nói tính ra thì cũng hiểu nhau quá chú. Cho nên ví dụ mà có giận hơn cái gì đó thì 2-3 tiếng sau nói chuyện lại bình thường. Có giận không? Dạ thì nhiều khi ở mấy năm thì cũng phải có cái lúc giận hơn. Ai là ai?
im. Không, không, bình thường là không có la. Nói kiểu như là giọng mà ở trong lòng mà hai mẹ con đều biết. Giống là... như hai cái quan điểm không có hợp với nhau. Đúng rồi, là hai mẹ con đều biết là khó chịu. Xong rồi là ăn cơm hay gì đó là vẫn nói chuyện lại bình thường với nhau rồi. Bình thường luôn. Nhưng mà thường là hai mẹ con xíu nhiều cái chuyện nhỏ thì cũng không có gì đâu. Nhưng mà hai mẹ con bình thường gặp mâu thuẫn ở vấn đề gì Thủy? Bình thường thì ví dụ như là nhiều khi cũng có một chuyện là ví dụ lúc đó là em kiểu máu làm lập nghiệp á chị. Nói chung là nó cũng khó khăn. Mẹ thì ở nhà thì mẹ khổ. Nói chung khổ là sao? Họ kêu khổ lắm anh ạ. Ở nhà tắm mức độ mà nó chơi luôn á. Chơi tắm tợ ở nhà, đây nó mang chuồng heo nhà nấu. Cái nó chơi ghê lắm, mà vì từ đó mà con nó phải ráng nó cắt nhà, cắt cửa mà tôi cũng ráng tôi cắt cái nhà, cắt lớn mà thiệt dài. Từ trên kêu tôi chứ không nghi đâu anh ạ, bao giờ con nó phải ráng nó làm nó cắt cái nhà. Tình anh khoái chơi cho nó chơi nhà, bệnh mang chuồng heo nhà nấu anh ạ. Con về làm dâu vậy, gia đình dòng khó khăn con có tuổi thân không? Dạ không, tại nhà con cũng nhân nghèo. Hai bên này, giờ chồng con lập nghiệp là y tế luôn. Không có nhờ cha mẹ, tại vì ở trong tim này chị nghĩ là chị làm để lo cho cha mẹ thôi. Chứ cũng không có là bắt buộc là mẹ phải lo cho mình hay là mình ra lập nghiệp thì hai bên gia đình phải cho một ít là không có. Rồi nhưng mà vốn đâu mà mình làm ăn? Nói chung kiểu như mình ở Huy nhập lành á chị. Nó bán ở lăng hay con à? Cái lúc mà hai vợ chồng cưới nhau thì anh cũng làm kiểu cũng ổn định. Xong rồi cái là tiền ổng cho em để nuôi con rồi này kia rồi ăn uống là ổng cho thì em đã dành lại thì máu lúc đó là cái vốn của em là có 2 triệu ạ. Dạ. Em làm thì nói chung cũng kiên trì, em không có nghĩ là mình kiểu mình làm nó sẽ phát mà em chỉ nghĩ là con em á, em đi làm em thấy nhiều người xin nghỉ khó quá, con đều xin nghỉ khó cho nên là em mới ráng em ở nhà em lo cho con. Nhưng mà em nghĩ là ở hiện em làm đó chị, em kiên trì xong rồi em làm nó lên tự đồng á, cũng do mình kiểu mình cố gắng kiên trì mình không bỏ cuộc á. Dạ. Bình thường là do kiểu nhà một mẫu ruộng nhiều ruộng một mình mẹ làm hết. Trời ơi. Dạ. Giờ rồi hàng hóa thì em ốm yếu nhỏ, con mẹ cũng chở, mẹ cũng chở đi hàng gì mẹ cũng chở gì mà em bán được rồi cũng chở đi giao. Trời vậy đó hả? Cho nên là kiểu nhiều khi mình không có nói chuyện với mẹ nhiều. Mấy cái em biết từ đó mày xuống tới như bên siêu quân dân mày chở cục hàng to như kia này một lần hai cục kia mày ráng chở. Chở từ đó mà chở về nhà cho con dâu nó bán. Xem mà đâu có tiền đâu, vốn liếng có 10 triệu bạc vậy cái mua hàng đâu về gỡ kìa vậy cái nó ra biểu gỡ tiền ra cái gỡ tiền ra cái nó lấy mẹ nó không gỡ cái hàng khi khô gì hết. Rồi cái cứ nó kêu nó chuyển hàng nào chuyển đâu chuyển tách nhỏ chờ hoài chờ quý nên mới lấy tiền mắc nó đâu có chuyển hàng vô. Có 10 triệu bạc hai tránh tay đâu có, bắt đầu em phải lấy số đi dây. Về 20 triệu về từ 20 triệu tới nay là mới làm anh nên nhà nên cửa đấy. Em đã là năm đầu tiên á. Năm đầu tiên ra buôn má. Xong bắt đầu là em lái có 15 bộ đồ mà em lên em live stream là cứ 15 bộ đó em quăng que quăng lại. Live stream là hồi đó là chỉ có 4 người 5 người cũng ráng đứng em live. Xong rồi kiểu như mình trong cái lúc mà mình làm á bom hàng nhiều quá, nhiều khi em không ăn luôn em bỏ ăn luôn. Cái năm đầu tiên em làm được có dồn vốn kiểu mà mình cầm được trong tay là 10 triệu. Xong em lo nhà cửa xong rồi cái là chồng em cho em bù thêm bù vô là cũng 10 triệu đó để lấy hàng để em lấy lại bị lừa. Em bị lừa đó là gì nha. Nói chung là trong khi là anh buổi sáng là đã dặn rộng là coi chừng bị lừa. Tại vì em kiểu tin ngờ, em kiểu em làm ăn em cũng uống liều. Cho nên là em làm luôn là chiều đó giờ là bị lừa xong là cái ở nhà là có cái giường á. Em làm dài cái giường á, họ ai que ai lại em cũng không quan tâm luôn. Kiểu như lúc đó là cái số tiền nó lớn với em mà. Cái ba mẹ ngồi xe ủa mẹ kêu ở thấu của đi thiệt ngồi chứ cũng không có lẽ gì hết. Tôi thấu con rác làm lại của đi thiệt ngồi. Nhưng mẹ cầm sổ cầm đất để đưa tiền cho con thì con có sợ không? Về ngân hàng thì đó cầm tiền cầm cái sổ ngân hàng đó con có sợ khi tiền mẹ chồng đưa như vậy mình? Dạ không, kiểu con làm gì con cũng tự tin. Có cái lúc mà con vấp ngã kiểu con bị nhiều khi mình lúc mình bán được á rồi bị mất lít mất phay là phải làm lại từ đầu á, con cũng không có sợ. Nhưng con chỉ buồn đúng một buổi tối đó là con buồn thôi, còn anh an ủi xong là sáng dậy là con làm lại, con nhặt Facebook khác con làm lại. Con lúc nào con cũng tự tin tại vì mình đã từ 2 triệu mà mình làm được thì chắc chắn là mình đã có kinh nghiệm rồi. Cho nên là con cố gắng con làm, nếu mà làm không được thì con cố gắng càng ngày càng đêm là sẽ được. Nhưng mà lúc đó là mình có chia sẻ với mẹ không mà mẹ biết mẹ cầm cái sổ nhà? Chia sẻ thì cũng không phải, tại vì lúc đó em mới về làm dâu. Rồi em làm ăn thì tới bây giờ em mới bắt đầu trưởng thành nhiều hơn để em nói chuyện với mẹ nhiều. Còn ở lúc đó thì chị nói là cái lúc đó là nói chung cũng gặp phước là
vừa cái chuyện đó xong là quen ngày sau là có bà cô ở bên nước ngoài á đặt số hàng dạ. Cho nên là mình cũng vực dậy tinh thần xong mới nói với mẹ là bây giờ không có vốn. Xong là mẹ là ở bên phụ nữ là kiểu nói với mẹ được có cái đang có cái chương trình dây vốn á. Là mẹ dây cho em. Ủa dây cũng sợ mất nè. Sao không sợ mất. Ví dụ như là... con có nó trả mình trả. Do nhà mình nhà em cũng nuôi bò rồi nữa mà. Đâu có sợ đâu. Giờ dây cho con nó buôn bán miễn làm buôn bán được mình cũng mừng vậy, nó có mình cũng mừng, còn nó không có mình cũng phải nuôi. Em vậy. Đâu có sợ đâu. Nhà kiểu như là hai bên gia đình đều nghèo hết. Cho nên bây giờ mà nó có mất tay trắng thì cũng nghèo lại như xưa, nói chung cũng quen á, kiểu mà nghèo cũng quen á. Trời thích cưng. Tức là có nghèo cũng trở về ngày xưa thôi. Vậy. Cũng... Dạ, dạ. Không có cái gì, không có gì để mất á. Không được thì em đi may bình thường, nhà cô cũng có rồi, thì anh cũng có công việc ổn định rồi, nói chung mình cũng không sợ gì hết. Nhưng mà sau lúc ngày mình mới về á, mình ít chia sẻ với mẹ quá vậy. Nói chung hai mẹ con nói chuyện qua cười giỡn, nói chuyện vui không mà trời. Còn mình cái tánh lúc đó không có phải là mở lòng nhiều, mà mình ăn nói nó cũng không phải là lưu lót á chị. Dạ, tối bây giờ thì em có, nhưng bây giờ mấy năm nay là vẫn nói chuyện với ba mẹ là ba mẹ kiểu muốn ba mẹ đi chơi nhiều hơn, muốn ba mẹ là đừng có suy nghĩ nhiều, nhiều khi chuyện gia đình đồ á là em vẫn nói. Nhưng mà hồi trước đó là kiểu mình mới 21, 22 tuổi rồi, nhưng lúc đó mình còn nhỏ quá, mình không có biết cách ăn nói mà. Nó làm gì cho mẹ chồng giận không? Có cho có một lần là vợ chồng mình đi làm rồi giấy chỉ về chứ xá về bộ rồi giấy, mà anh nghĩ tới một máu ruộng mà đi làm đi cách đi hái một bao lúa mà tôi ôm tôi đi quảng trường á, tôi ôm bên hông tôi đi phơi lúa rồi tôi ôm quảng trường mà về mình làm về nó mệt rồi, mình đi làm về nó mệt, thấy con nó bề bộn nó bắn nó lai rồi nó bề bộn rồi giấy gì ấy mà nó sao nó dọn dịp rồi giá cái rồi mình điều không la nói vậy mà điều mình nói vậy rồi tôi buồn rồi giấy vậy chỉ biết cái tàu với giấy đầu chỉ chiến đấu rồi mẹ con nói chuyện chứ không nói chuyện nghe. Chứ không có buồn lâu đâu, chút lát kìa, tiếng đồng hồ, 2 tiếng đồng hồ vậy, chứ không có buồn lâu. Rồi cái lúc nói chung cũng có một lần là nói là con cũng là anh họ, tại vì đa số là bạn của em đều bán hàng online á, cho nên là điều chung một cái hoàn cảnh là nhiều khi mình bán hàng online mình cầm cái điện thoại á là chỉ sợ mẹ chồng nghĩ là mình cầm cho thôi, chứ không phải là bán hàng online. Đúng rồi, có nhiều người nghĩ vậy. Thì nhiều khi mẹ đi làm nhiều mệt thì mẹ le, thì chứ nếu mà le nhiều quá thì mình kiểu mình ức xúc là mẹ không hiểu mình. Thì cũng nói là con cũng làm mà kiểu như nói lại thì tối đó cũng lên xin lỗi, nghĩa là bình thường lại. Là lúc đó là lần đầu tiên nhiều làm dâu là lần đầu tiên là xin lỗi mẹ, tối bây giờ là hai mẹ con không có gì nữa. Một lần lại cho mấy ngày sáu đêm nào anh à, không có gì nữa. Còn vậy có bây giờ mình gọi là mâu thuẫn với nhau về chăm con cái không? Thì bà chăm mình đâu có chăm đâu, nhiều khi chăm không đúng mình mà cứ nào mình nói bà không? Ví dụ như cái gì đó là con nhà mẹ chỉ làm, nhưng mà nhiều khi ví dụ như con gái nhà con nó lời nó quậy á, nhiều khi mẹ le nặng nó cái nó bị giục mình, thế xong con mình nghe con thấy con cái kiểu nó giục mình á, cho nên là để mình mấy kiểu im dẫn nó về phòng, xong rồi quay mẹ chân lại vô nói mẹ, quay bên nói mẹ là mẹ kiểu le nhảy là nó bị giục cái mình á, cái mình nói cái gì mình nói nhã nhị này nó sẽ hiểu nó sẽ nghe, mình le quá nó giục mình. Thì ra lúc đó là mẹ tức giận á, thì mẹ nạt nộ vậy thôi, chứ còn xong rồi mẹ kêu á là đầu không có le nó nữa như vậy á, chứ đầu xưa cũng bình thường à. Ra cái con bé nhà em nó lì lém cho con nó quậy lém, chiều leo không à, chứ nó không phải như bé khác mà nó cho búp bê đồ ngồi trên ghế không bình thường đâu, là sẽ leo lên cái bậc tầng cấp nó không đi bậc tầng cấp đâu anh, mà phía bên nhà nội mà nó đi phía ngoài á, đi ngoài cái lan can á, nó tuột xuống, cho nó không đi ở trong đâu con, qua nhà á té không cô, không té cho mình nó trao vậy mình sợ. Ba bốn tuổi là nó đã leo cầu thang lên là bắt đầu làm cái dây thun cột làm dập, là nó quản được cái mấy ngày bữa sau nó làm mình lại. Trời ơi. Tức là giữa mẹ chồng nàng dâu là có gì nói với nhau biết hiểu nhau, mình không có những mâu thuẫn gì lớn lắm, đúng không? Mẹ chồng yêu thương con dâu nhất điều gì? Yêu thương là ví dụ như ngày lễ, ngày Tết rồi vậy là nó tặng quà. Lễ mùng 8 rồi 20 tháng 10 rồi vậy là tặng quà. Rồi mùng 1 tháng 1 là sinh nhật, là tổ chức hai con dâu với một con gái. Tổ chức sinh nhật, nhưng mà điều hai năm nay là do dịch bệnh rồi á. Với bán hàng rồi phải nó thâu con. Bán cũng có tiền cho mấy năm trước thì có hết. Nói có chung có cho mày hai năm nay do bán hàng rồi cũng ít quá con à. Để nó thâu. Để rồi qua năm khác, nhờ trà qua năm tấu nữa. Nói vậy. Thương nó điều đó đó. Nhớ thì mẹ chồng nồng tặng quà hết. Còn ngược lại con dâu thì con thương mẹ chồng điều gì nhất? Thương mẹ là... Mỹ làm hết. Mỹ làm hết mà.
em nói với anh là làm hết, làm tất cả đồng phần hết, không về quần áo hay là nó có nước cái gì tôi cũng làm hết. Tôi nói giờ tôi còn mạnh giỏi là tôi làm, chừng mai mốt mà tôi già yếu tôi làm nấu còn nuôi lại tôi. Có cái gì con xúc động với mẹ chồng nhất mà con nhớ? Con đau bệnh đó, người ta kêu hát hay cắm mật hả chú, về cho con uống để cho nó mát người nó bị là mẹ chở con đi, xong là đi dọc đường mưa mà là thấy là dừng xuống xe hái hết luôn, hái tao lúc mà không còn là hái luôn để đi cái đường nào mà thấy là dừng xe lại hái giờ pha rồi xách nước rồi cho con uống. Rồi cái lúc mà Thủy sinh em bé đó, mẹ chăm sóc mình như thế nào? Thì lúc đó là kiểu như là mẹ ruột, bình thường là biết đầu tiên là chỉ về mẹ ruột à. Mẹ ruột em thì cũng muốn là nuôi cháu tới 6 tháng à. Tại cháu ngoại á, yeah. Là cũng muốn nuôi cháu tới 6 tháng mà tại lúc đó là nó bị đau á, bị tiêu chảy rồi chị, là đi bệnh viện á. Thì nên bệnh viện gì là tầm 3 tháng đó là giờ đây là bên nậu kêu chồng em nói là tao đợi giờ trống cho mẹ chăm. Nên là lúc đó là 3 tháng là em đã bắt đầu lập nghiệp rồi, em về trong đó là mẹ chăm là bắt đầu làm bán hàng online. Dạ. Nhưng mà cái lúc mình mang bầu đó, là cái lúc mình sanh đó, mẹ chồng có ở bên cạnh mình không? Dạ có. Nói chung là đa phần là mẹ có vô bệnh viện chăm cả cháu cả con dâu luôn. Dạ. Ví dụ như em chăm con em thì mẹ vô là cơm nước rồi trưa rồi vậy là đem cơm rồi vậy ở lại. Yeah. Tối là mẹ cho nó ngủ ở trong bệnh viện rồi luôn, hai mẹ con ở cái với cháu luôn. Ví dụ như ăn uống rồi bầu bì rồi vậy là nhiều khi đó làm ở nhà là ăn cá ăn tôm không, tại lúc đó là em chưa có làm được lúc ở nhà còn khổ. Cho nên là ở nhà là ăn cá ăn mắm rồi vậy là mẹ làm riêng cho em chảo thịt với chảo tôm ăn riêng. Dạ. Tương con giàu quá. Là ở nhà là ba hay là hai anh rồi là ăn cá ăn mắm, còn riêng mình em là được cái chảo tôm với chảo thịt đó. Vậy. Có bao giờ mà mẹ tặng cho mình món quà nào mà mình cảm thấy mình xúc động mình nhớ không? Quà thì em chỉ nghĩ là mẹ lo chăm cháu hồi này kia cho em là em cảm thấy là lớn rồi. Rồi mẹ kiểu như là mẹ nhiều khi ba mẹ đừng có suy nghĩ cho cái ba luôn. Ba em hay suy nghĩ như vậy là em mừng lắm rồi. Còn quà thì giờ em có sức lao động thì em làm, em tặng quà cho mẹ chứ. Mẹ làm cho em nhiều lắm. Dạ, yeah. Đó là món quà của mẹ đúng không? Dạ. Có bao giờ đó là mẹ chồng thấy con dâu làm quá như vậy nó ảnh hưởng đến cái việc sinh nở, rồi có khi nào tâm sự với con dâu điều đó không? Có chứ anh. Ví dụ? Nó làm nó bỏ ăn, nó không ăn anh. Nó kêu ăn mập nó chịu ăn cơm la luôn. Từng bữa nay cứ la luôn nghe nó chịu ăn cơm. Nó cứ nhịn đói rồi nó đâu chịu ăn đâu. Rồi nó giảm xuống sức con sao rồi yếu rồi đeo nó bệnh nên nèm xuống đây khổ nữa la luôn chứ không la nè anh. Nó ít ăn lắm, nó không ăn, nó cứ nó kêu sợ ăn, nó ấy ra nó đâu chịu ăn đâu, cứ la luôn vậy á. Chính thằng ba nó cũng la luôn vậy á. Sinh con rồi bây giờ nó thiệt sinh đứa đây được 6 tuổi nào bây giờ cứ sinh 6 tuổi cũng bị lớn rồi bây giờ cứ sinh ra bây giờ cứ chưa có thai ấy là nó bị hư có thai, nó bị hư hai là thai rồi. Trời ơi, này không được. Tại má đây má bị hư thai cho nên là em bị phì á. Thì cái lúc mà thai yếu là ở nhà mẹ nấu nướng rồi bổ xong rồi kiểu